Cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Như hồi nãy mình có giới thiệu cho các bạn đó, hiện tại là mình đến ngay chỗ Tất Sậy nè các bạn, thánh đường Tất Sậy, nơi thờ của cha Francisco Trương Bửu Diệp nha các bạn. Đây là một trong những cái thánh đường cũng cực kỳ lớn và nổi tiếng ở miền Tây, cũng như là một cái nơi mà bà con giáo dân cũng rất là cũng như tiên toàn đất nước Việt Nam nha các bạn, quý mến. Hôm nay thì Cuộc Sống Sài Gòn TV về đây thì nhân dịp là cuối năm nha các bạn, nên là mình quay lại cái cảnh cuối năm thử tại nhà thờ cha Bửu Diệp như thế nào cho tất cả các anh chị cô chú Việt kiều phương xa, cũng giống như là những anh chị cô chú ở tất cả mọi miền trên đất nước nha. Hiện tại là mình thấy thì phía trước các bạn rất nhiều biển số xe của các tỉnh nha các bạn, từ Đắk Lắk nè hay là từ ngoài Hà Nội nè nha các bạn, về đây để viếng và cha nha các bạn. Đó, những ngày cuối năm đó các bạn nhìn thấy không, xe rất nhiều và cái không gian cũng rất rộng lớn nha các bạn, rất nhiều xe và rất nhiều tỉnh thành khác nhau về đây để viếng cha. Đây là có hai cái tòa nhà này các bạn nhìn thấy không. Cha Trương Bửu Diệp là một người là được rất được kính nể và kính trọng ở Việt Nam nha các bạn. Hôm nay thì cha Trương Bửu Diệp thì sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897, là một trong người cha Giêsu sớm rửa tội vào ngày 2 tháng 2 năm 1897 nha, tại hộ độ này Cồn Phước nè, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Phía trước thì có bức tượng Chúa nha các bạn. Và cái phía kia là trung tâm hành hương cha Trương Bửu Diệp. Đó, các bạn nhìn thấy không? Khá rộng lớn và bà con giáo dân hiện tại là đang đi viếng cũng rất nhiều. Đó, phía dưới này các bạn là cái nhà xe. Phía dưới là nhà xe nha. Cuộc Sống Sài Gòn TV đang đứng nè, đứng ở phía dưới nè, mình quay trận cảnh ở phía dưới nè cho các bạn xem. Những ngày cuối năm của tại nhà thờ cha Trương Bửu Diệp nha các bạn. Mình quay lại những cái hình ảnh này cho các bạn thấy như thế nào. Rất đỏ phía hai bên nè các bạn, phía bên này thánh đường, phía bên này nữa. Rất rộng nha các bạn. Đây là nơi ăn nghỉ của cha Trương Bửu Diệp nè. Mình sẽ vào bên trong cái khu nơi ăn nghỉ của cha Trương Bửu Diệp trước nha các bạn. Sau đó mình sẽ qua bên chỗ nhà thờ, mình quay cho các bạn thêm. Đây, phía trước nơi cha ở thì có ăn nghỉ của cha thì có nhiều cái cây xanh nha các bạn. Còn phía bên nhà thờ này rất là đẹp. Các bạn đi khám phá cũng như là viếng thăm cha nha. Đó, hiện tại là bà con giáo dân đang thắp hương để viếng cha nha. Về đây nha các bạn. Rất đông những ngày cuối năm. Đó, bà con về hành hương đó các bạn. Đây tiểu sử của đạo của cha Trương Bửu Diệp nha các bạn. Đây là những cái ghi lại những cái tấm vé lịch sử của linh của cha Trương Bửu Diệp nha các bạn. Họ cuộc sống của con mình quay lại những hình ảnh này cho các bạn xem. Mình quay lại cái phần trăm này. Nơi này là cha ăn nghỉ nên mình không dám nói to nha các bạn. Phía bên trong các bạn nhìn thấy không,
rất được kính nể và kính trọng các bạn. Đây là ngôi mộ của cha. Đây là ngôi mộ của cha nha các bạn. Bà con giáo dân đang về đây để thập phương, khắp thập phương các bạn. Đây nhìn ha. Các bạn thấy không? Đây là sự thành kính của con giáo dân ở phương xa về. Phía trước nha các bạn. Các bạn ơi, mình mới vừa vào bên trong thì quay lại cái cảnh nơi ân nghỉ của cha Trương Bửu Diệp nha các bạn. Hiện tại thì khách thập phương, những bà con giáo dân ở khắp nơi trên tất cả các nước Việt Nam mình nha các bạn, về đây viếng cha trong những dịp những ngày cuối năm nha các bạn. Nên là vào bên trong thì do là mình cái sự trang nghiêm nên là mình không có nói chuyện. Thì mình ra này ngoài đây mình nói cũng như mình quay lại cho tất cả các bạn anh chị cô chú phương xa thấy được hình ảnh mới nhất về cha Bửu Diệp nha các bạn, ở tại trong những ngày cuối năm nha các bạn, tại Bạc Liêu. Đây các bạn ơi, đó hình ảnh đây nè, đây là phía bên trong này, nơi ân nghỉ của cha Trương Bửu Diệp nha các bạn. Đó, còn phía bên này, phía ngoài đó hình ảnh cha Trương Bửu Diệp này, mình đi và mình quay lại cho tất cả các bạn luôn khám phá những ngày cuối năm nha. Các bạn thấy không? Mình quay lại khung cảnh xung quanh nha các bạn. Đó, ở phía sau là có bức tượng nè các bạn, và phía sau này là cái nơi vệ sinh, nhà vệ sinh nè, ăn uống nè của cái khu nghỉ ngơi và ăn uống luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là ở phía sau này. Sống Sài Gòn TV quay hết toàn cảnh về nhà thờ của cha Trương Bửu Diệp nha, cực kỳ nổi tiếng ở miền Tây và rất được kính trọng rất được kính trọng của bà con giáo dân nha các bạn. Trong một cái ngày cuối năm 2020 nha các bạn, chuẩn bị còn vài ngày nữa là bắt đầu là tới Tết âm lịch rồi các bạn, Tết Việt Nam đó các bạn. Rất nhiều bà con giáo dân về đây, bà con về để viếng thăm nơi cha nằm, cha Trương Bửu Diệp ân nghỉ nha các bạn. Ồ, khá đẹp. Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ đi về phía trước và đi lên phía trên của nhà thờ luôn, cũng như là quay lại cái cảnh luôn cho toàn thể hết luôn, cho các bạn thấy được là cái nhà thờ nơi cha nghỉ, cũng như là cái thánh đường tách sạn nha các bạn. Ở cực kỳ lớn ở khu vực miền Tây. Nếu có dịp về đây, mình nghĩ là bà con sẽ viếng thăm, đặc biệt là bà con giáo dân cũng như khách du lịch nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy đông không? Xe ô tô này cực kỳ đông luôn. Đó, Cuộc Sống Sài Gòn TV mình đi lên lầu nha.
những cô chú. Đây, mình đứng ở đây này, mình nhìn xuống này, quay lại này, những ngày cuối năm nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Vừa rồi thì mới vừa là Giáng sinh nha các bạn, mới vừa Giáng sinh nên là hiện tại là còn khoảng vài ngày nữa sẽ đến Tết dương lịch, âm lịch nha các bạn. Đó, đây là những cái hình ảnh về nơi thánh đường. Đó, tết sậu nè, tết sậy nha các bạn, khá đẹp nè, cái cửa rất to. Đây cái chương trình lễ này các bạn. Wow, có đường đi lên nữa nè. Đó, nhà thờ rất lớn, rất lớn nha các bạn. Ủa, bên kia là trung tâm hành hương nha các bạn. Chỗ đây là phía trong nè, các bạn thấy không, phía trong nhà thờ cha này, nơi thánh đường nè, đẹp không? Các cô đang dọn vệ sinh nha các bạn. Đó, thấy giờ đẹp không, khá lớn. Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại những hình ảnh này cho các anh chị, cô chú Việt Kiều phương xa nhớ lại hình ảnh quê nhà, nơi thờ, nơi mà cha Trương Bửu Diệp ân nghỉ nha các bạn. Đó, nhìn khung cảnh khá đẹp không các bạn. Đó, Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại hết những cái hình ảnh này cho tất cả anh chị cô chú thấy được những ngày cuối năm tại thánh đường tất cậu nha các bạn, tất sậy nha các bạn. Chắc là lên trên không được, chỉ đứng ở dưới thôi. Đây là cái căn phòng để xin lễ nha các bạn, xin lễ nha cha. Đó, xin cha xin lễ nè. Và những cái lễ vật, họ những hình ảnh đấy, cách thập phương về đây rất nhiều. Còn bên trong có cây thông Noel và những cái các bạn thấy không, đây những cái hình ảnh về cha rửa tội cho giáo dân nha các bạn.
rất là trang nghiêm nha các bạn. Rồi mình tiếp tục đi ra phía ngoài nha các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV mời các bạn cùng khám phá để xem thử những cái hình ảnh cuối năm ở nhà thờ Cha Bửu Diệp như thế nào đó các bạn thấy không. Khách thập phương, bà con giáo dân về đây viếng thăm rất đông, rất đông nha các bạn. Đây là rất đông, bà con về đây viếng thăm rất đông đó. Ở đây là những cái hình ảnh này, bạn nhìn thấy không, khá đẹp. Một nhà thờ cực kỳ lớn và nơi Cha Francisco Trương Bửu Diệp nằm lại, cũng như là ở đây nha các bạn. Bà con giáo dân đến rất đông. Đây các bạn, phía bên kia thì mình thấy đang làm nè các bạn. Ở đây là những cái phòng nghỉ, nha các bạn, cho những cái thập khách đi xa, đi đến đây xa đó các bạn, ở nơi xa đến đó, có thể là nghỉ ngơi, và đó những cái căn phòng đó các bạn là có thể là nghỉ ngơi và ở lại đây. Đó, các bạn nhìn thấy không, khá cao. Đó, nó có cái một cái hòn Nam Bộ này các bạn. Hòn Nam Bộ này thì mình thấy bây giờ là rút nước rồi, còn bên này thì đang xây tiếp một cái hòn Nam Bộ nữa. Đây công nhân đang làm này các bạn thấy không, công nhân đang đổ bê tông tấm dưới sàn này các bạn. Ở phía kia là cái hòn Nam Bộ, tre rất nhiều nha các bạn. Đó các bạn nè, mình nói thật sự thì Cha Trương Bửu Diệp rất được kính trọng, bà con giáo dân rất được kính trọng, cũng như là mình không phải là một giáo dân, nhưng mà khi về đây thì mình cũng nghe có tiếng và mình cũng đến đây và cũng như là viếng, cũng như là thắp cha một nén nhang nha các bạn. Nếu các bạn về tất cậu tất sậy về yên về Bạc Liêu cũng như là về Cần Thơ, đi ngang qua quốc lộ 1A thì các bạn ghé thăm và viếng thăm cha nha các bạn. Rồi hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV quay lại những cái hình ảnh về nhà thờ tất sậy nha các bạn, những cái ngày cuối năm như thế nào, rộn ràng bà con giáo dân về đây viếng, cũng như là nơi ân nghỉ của cha Francisco Trương Bửu Diệp nha các bạn. Đó rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cuộc Sống Sài Gòn TV, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn. Chào.